Đã cứu được em học sinh. Sếp Duyên, trễ quá vậy. Ở ngoài bến tàu có bao nhiêu cảnh sát mai phục? 20 người hay 50 người? Bác Minh Ông cần gì cử nhiều người vậy chứ? Cậu có biết tình mẹ vĩ đại là gì không? Không biết. Có muốn coi thử không? Còn người thứ tư sao? Cậu đoán xem. Nếu như cậu không muốn họ bị gì thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Sếp Duyên, cùng các sếp và madam trong cục cảnh sát cứ từ từ thưởng thức tình mẹ vĩ đại. Người phụ nữ đó là mẹ đơn thân, vì nuôi con gái mình mà làm mấy công việc mỗi ngày. Lần đầu tiên tôi gặp họ ở nhà hàng, trong đầu tôi đã có hình ảnh này rồi. Cô bé đó đang chảy máu không ngừng. Người mẹ vì cứu con gái mà truyền máu cho nó, nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng người mẹ này cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Có phải cảm động lắm không? Ông muốn chơi trò gì? Đó là con nít đó. Tôi đã nói với cậu rồi, cậu nhìn thấy và nghe được cũng có thể là giả. Phải dùng cái này. Ông còn là người không vậy? Người mẹ chết, máu chảy cạn hết thì sớm muộn gì cô bé đó cũng mất mạng thôi. Thả bọn họ ra, tôi làm con tin của ông. Cậu làm việc bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Thực ra cảm xúc sẽ hại chết người đó. Ví dụ, vốn dĩ người thân trực hệ không thích hợp truyền máu, bởi vì sẽ dễ bị mắc phải bệnh bội nhiễm hệ thống miễn dịch. Vậy mong còn truyền máu cho họ. Cho nên khi các người cứu được họ rồi, nhớ phải kiểm tra kỹ lưỡng cho cô bé đó. Bây giờ là 12:50, các người vẫn còn thời gian. Để tôi lên thuyền ra vùng biển quốc tế rồi, tôi sẽ gửi vị trí của họ cho cậu. Madam, cô không tuân thủ quy tắc trò chơi thì sẽ không bao giờ kiếm được hai mẹ con đó. Chúng tôi đã kiếm được hai người họ rồi, mẹ con đi bình an. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô à? Kế hoạch của tôi không có sai sót đâu. Kế hoạch của ông không bị gì, nhưng ông coi thường sự vĩ đại của tình mẹ rồi. Đưa đi. Em nhìn kìa, tay của người mẹ hình như đang vẽ gì đó. Giống như đang viết chữ. Lặp lại nhiều lần lắm. Giống như đang viết chữ thật. Hình như đang vẽ một chữ X và hình tròn. Không lẽ là XO? Con đường nào có hai chữ XO này vậy? Có lẽ không phải chữ Latin. X có thể là dấu cộng hoặc là chữ thập. Người phụ nữ đó là mẹ đơn thân, vì nuôi con gái mình mà làm mấy công việc mỗi ngày. Lần đầu tiên tôi gặp họ ở nhà hàng, trong đầu tôi đã có hình ảnh này rồi. Phục vụ, tính tiền. Là nhà hàng. Người mẹ đó làm gì ở một nhà hàng? Mấy nhân viên trong nhà hàng, họ rất thích dùng những chữ cái đồng âm để viết tắt mà. Ơi, làm mấy cái như không ti, tức là trà chanh. Vậy có khi nào là một dấu cộng hoặc là tên đường nào có chữ Ninh? Lập tức tìm coi có đường Gia Ninh, có đường Giao Ninh không, hoặc là tên đường nào phát âm tương tự. Nhanh. Có con đường tên là Gia Ninh ở Vịnh Đồng La, nhưng con đường này dài lắm. Bây giờ đã là 12:58, cho dù lập tức đi tìm cũng không cứu kịp. Không đâu, sẽ cứu kịp. Gần đó có camera. Kiểm tra hết camera xung quanh, nhìn thật kỹ mỗi một người từng đi qua chỗ đó trong vòng 24 tiếng. Là giả họ ngay, ở số 9 đường Gia Ninh. Lập tức cử người tới hiện trường, tổ tế của Hưng dẫn nhân viên y tế tới chi viện. Yes sir.
Em gái, tỉnh lại đi. Tỉnh lại. Cô à, không sao chứ? Cô sao à? Rồi? Không sao. Sếp Kha, không sao rồi. Mẹ con đều bình an. Mẹ con đều bình an. Không thể nào, cô ta mất nhiều máu như vậy, còn bị tôi tiêm thuốc an thần. Cô ta không thể nào tỉnh lại được đâu. Ông quên mình đã từng nói gì sao? Tình mẹ vĩ đại đó,